Kevin, giờ em đã biết tại sao việc thắt dây an toàn lại quan trọng tới như vậy chưa? Lúc mới đầu em có thắt dây vào, nhưng rồi... Tai nạn có thể xảy ra chỉ trong tích tắc thôi. Đó là lý do vì sao lái xe đoạn đường ngắn cũng phải thắt dây an toàn vào. Hãy nghe đây các em, điều quan trọng bây giờ là dây an toàn có thể cứu sống chúng ta. Khi xe xảy ra tai nạn va chạm, dây an toàn sẽ giúp chúng ta thoát khỏi bị thương nặng. Và nếu xe chúng ta có bị lật, dây an toàn sẽ giúp chúng ta được an toàn hơn. Khi chúng ta thắt dây an toàn, kiểm tra xem có thắt đúng cách hay chưa và có bị quấn lại ngay trước ngực không. Phải chắc rằng nghe được tiếng click ở dây an toàn. Phải thắt dây an toàn ngay khi ngồi vào trong xe để không quên và bị thương, và luôn cho đầu và tay chúng ta ở trong xe không được đưa ra ngoài. Mình biết rồi, Polly. Khi đến nơi nào đó, đôi lúc sẽ có tai nạn. Nếu tuân thủ an toàn giao thông,